Sao? Anh ơi, sao lại chỉ có 1/3 như này ạ? À, cái tiền mà anh thuê em làm phụ huynh của con anh ấy, anh cố gắng lắm thì cũng chỉ lo được thế này thôi. Em cầm tạm giúp anh nhá. Anh ngồi xuống ạ. Cái gì đấy? Anh là vị khách mà nợ em hết lần này lần khác đấy. Bây giờ anh đưa cho em được như này rồi anh bảo em là cứ cầm tạm. Như thế này làm sao mà chấp nhận được hả anh? Thì em cũng phải thấy kinh tế bây giờ đang rất là khó khăn. Em phải thông cảm cho anh chứ. Sao làm người đâu còn phải vô tính như thế đâu em. Cái gì ạ? Vô tình, vô tính ấy ạ? Em hỏi anh nhá. Con của anh học kỳ 1, 12 lần yêu cầu gặp phụ huynh. Lần nào em cũng lên gặp cô giáo chủ nhiệm. Bây giờ cháu được hạnh kiểm trung bình khá, đủ điều kiện lên lớp rồi. Anh đưa cho em như này thì em lỗ à? Lỗ cái gì mà lỗ? Nghề nghiệp của em có phải bỏ vốn bỏ liếng gì đâu mà em kêu lỗ. Cầm được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu rồi, còn lằng nhằng. Cứ ngại đi đâu? Đi đâu, bỏ tay ra ra. Không giả tiền tôi đừng có đi. Ở đây đông người, tôi không thích ai chạm tôi đâu. Nào buông tay tôi ra, ở đây đông người, buông tay tôi ra. Này, làm cái gì đấy hả? Gọi người đến à? Tôi không nói chuyện với hai người đâu nhá. Cháu dở giọng như thế là không có được đâu. Làm ăn ý, nó phải đàng hoàng tử tế. Tiền nong đã chốt như thế nào thì cứ như thế mà làm nhá. Anh ơi, cái việc thuê người này ý, mà cho lên mạng không hay đâu. Cho nên anh trả nốt tiền đi. Còn nếu như anh không mang đủ, ok, em cho anh viết giấy ghi nợ nhá. Tâm ơi, hai người này là ai hả? Tôi không liên quan đâu nhá. Tôi là bà của Tâm. Tôi nói cho anh biết, cái con bé cháu gái tôi ấy, nó gớm mặt lắm. Ai mà nợ nó 1 đồng ấy, nó làm cho khổ cả 1 đời ấy. Ăn không ngon, ngủ không yên, rồi là sống nhục ấy. Mà anh này, ở đây là có camera đấy nhá. Clip này mà đưa lên mạng ấy thì không chỉ anh đâu, cả gia đình anh này, rồi cả họ hàng nhà anh nữa cũng phải xấu mặt vì mấy cái đồng bạc lẻ thôi. Ở đây, mày bà quá. Bà có mang sổ, mang bút đây rồi. Thôi anh ơi, anh viết cho em cái giấy ghi nợ. Mời anh. Viết đi cháu. Bà nói cho cháu nghe nhá. Các em ấy nó cũng chỉ làm công ăn lương cả thôi. Sao cháu lại nỡ làm như thế? Đây là tiền mồ hôi nước mắt của chúng nó đấy chứ. Chứ có sung sướng gì đâu. Thôi, viết đi nhá. Anh viết đi. Viết đi anh ơi. Bà của em còn phải về đi chợ. Viết đi. Đây. Sao, tin anh chưa? Em vẫn lo lắng là gia đình anh không chấp nhận em đúng không? Vậy thì hôm nay có câu trả lời rồi đấy. Không lại nói là người ta là đồ đẻo mép. Em còn nói như thế đâu. Này. Em không nghĩ là bà thương em như thế đâu. Cho anh hỏi một câu nhé. Em đã sẵn sàng để ngã một cuộc đời anh chưa? Ngã? Nằm im luôn. Thật không? Ôi giời ơi. Trời đất ơi, sai chính tả rồi đây này. Đấy, thấy chưa? Sửa lại đi. Thế con cháu học lớp mấy? Dạ, em là cháu học lớp 3 rồi. Bố như thế này thì làm sao mà dạy được con? Phải xem lại đi nhá. Anh ơi. Tính ra em giống bà phết nhỉ? Bà như nhỉ? Mê không? Ngã chưa? Nằm im từ lâu rồi. Như con bây giờ à, con chỉ ước là yêu sai cũng được. Nhưng mà cưới thì nhất định con sẽ lấy đúng người mẹ. Con đừng sợ yêu sai. Con cứ yêu đi đã, rồi mới biết mình sai hay đúng. Chứ chưa yêu mà đã sợ sai, chưa yêu đã chăm chăm cho là mình đúng,
thì khó con ạ. Bố với mẹ thời mới yêu nhau, mẹ với bố cũng đã chia tay cả năm trời rồi đấy. Thật á mẹ? Ừ. Tại vì mẹ cứ khăng khăng mẹ không thể yêu nổi cái lão già ấy. Mẹ đã yêu sai người. Thế rồi bây giờ con thấy đấy, con đang ước mong được như bố mẹ đấy thôi. Bà ơi, bà có cái gì kỳ lạ trên tàu thế hả bà? Đây á, các bà trong này cho bà đấy. Thế bà đeo có xinh không? Có ạ, bà là số 1. Ừ. Bà ơi, sao bà lại ở đây hả bà? Đây có phải nhà mình đâu. Tít, bố đã giải thích thế nào rồi? Nhưng mà bố giải thích con vẫn chưa hiểu. Không sao, để bà giải thích cho nhá. Đây là ngôi nhà mới của bà. Ở trong này có rất nhiều bạn bè thân của bà, cho nên bà muốn vào ở trong này cho nó vui, giống như là cô Tít đi học ấy. Nhưng mà đây là trường học của bà. Chỉ có điều là trường học của bà buổi đêm lại có nhà để ngủ lại, thế nên là cuối tuần thỉnh thoảng bà về nhà chơi với cô Tít nhá. Chào mấy bác. Uống đi. Công nhận rượu bác nặng thế. Chuyện rượu của tao hạ thổ sau nhà đấy, ngon nhất làng. Thế bác lại nhầm, ngon nhì thôi. Cái gì? Bác uống rượu nhà Phương chưa? Đấy mới là nhất. Thằng này cũng lẻo mép đấy. Lại nói về độ lẻo mép, Phương mới là xếp thứ nhất. À không, Phương phải gọi theo một cái lươn mép cơ bác ạ. Lươn mép là thế nào? Ý cháu là lẻo mép theo một cách lươn lẹo ấy. Ơ sao? Anh ơi, sao lại chỉ có 1/3 như này ạ? À, cái tiền mà anh thuê em làm phụ huynh của con anh ấy, anh cố gắng lắm thì cũng chỉ lo được thế này thôi. Em cầm tạm giúp anh nhá. Anh ngồi xuống ạ. Gì đấy? Anh là vị khách mà nợ em hết lần này lần khác đấy. Bây giờ anh đưa cho em được như này rồi anh bảo em là cứ cầm tạm, như thế này làm sao mà chấp nhận được hả anh? Thì em cũng phải thấy kinh tế bây giờ đang rất là khó khăn, em phải thông cảm cho anh chứ. Sao làm người đâu còn phải vô tình như thế đâu em. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy ạ. Thông cảm cho anh em anh. Về đến nhà bao việc rồi, chăm chồng cho chăm cả anh chồng nữa. Bạn vừa ra trường vốn không? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây à? Em sẽ báo cho anh. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Nghèo thì không được phóng khoáng, cũng không được sĩ. Sao hai đứa cứ dính vào nhau thế? Mẹ muốn hai đứa giữ khoảng cách. Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Cô đến gặp những người đó chỉ vì bản kế ấy à? Để tao giúp mày. Cút. Tôi không muốn có bất kỳ cơ hội gì từ anh cả. Nhưng chúng ta là người nhà mà, người trong một gia đình mà.